Thank you.
đến chùa Tâm Lư là chú rắn. Ngày hôm qua cũng sau khi thời khóa, đạo tràng tụng kinh niệm Phật 24 tiếng. Và đây là đưa cụ và cụ về lễ lầu Quan Âm Bồ Tát, ba lễ đảnh lễ ngài. Đây đứng đây nhá, đứng ở đây nhá. Hình ảnh cả nhân dân khu phố niệm Phật kiến tường cũ. Ba lễ nhá, ba lễ. Có cả kia ra đây nhau. Có. Đây là cuối mà. Có thì đỉnh. Đợi mở cổng đi, chặn mở cổng. Đứng ngoài, đứng ngoài, đứng ngoài. Lách à? Yeah.